tôi là một gã bất thường. Với chị em, tôi là người chồng lý tưởng, thương yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Ôi dồi ôi, đúng là chuẩn chồng nhà người ta. Trời ơi, chỉ có sướng nhất là Hương thôi nhá. Nhưng trong mắt vợ, tôi kém cỏi, chỉ biết quanh quẩn xó nhà. Này, anh có biết anh Cảnh vừa lên trước không? Đấy, chồng người đánh mắt dẹp đông, bận bụi tối mặt. Chồng mình thì... Anh sợ vợ anh vất vả, nên ở nhà giúp em đi thôi. Quả nhớ khóc kìm. Vợ ơi, anh vừa đi họp về. Là một thằng đàn ông chỉ biết bù khú, dù đó là vì công việc. Lại đàn bú bù khú rồi. Ông Cảnh ấy kìa, người ta về sớm chăm sóc vợ con thế kia chứ. Anh xem lại mình đi. Nói tóm lại, bây giờ phải như thế nào thì con mới thôi cảm giảm này hả? Nói! Tránh ra. Sau này lớn lên, con phải hùng dũng như anh hùng xạ điêu, hào sảng như hiệp khách giang hồ và cố gắng có một tình yêu đẹp như Chu Tiên, nhớ chưa? Mẹ về. Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Bố con chờ mãi. Có gì cho mẹ à mà phải chờ? Chúc mừng em. Ngày gì mẹ tặng em hoa? Hay làm gì có lỗi hả? Em không nhớ gì à? Nay 20 tháng 10. Bố con anh nha, chúc em luôn xinh đẹp và dịu dàng. Với cả
bớt cảm giảm đi nhá. Tặng em. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã quá khắt khe với chồng mà không nhận ra. Mọi khi anh ấy tầm thường, nhưng hôm nay anh ấy bỗng trở nên phi thường, ít nhất là trong mắt tôi. Không có người đàn ông hoàn hảo, chỉ có người đàn ông phù hợp với mình. Thay vì ca thán, soi xét, chị em thấu hiểu thì anh em thêm yêu. Gà Mồ Tà chúc toàn thể chị em ngày 20 tháng 10 hạnh phúc, xinh đẹp và luôn thấu hiểu.